Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bính Ngọ sinh năm 1966, bước sang năm Giáp Thìn 2024, năm nay cực kỳ quan trọng trong việc trấn an đất đai, điền trạch để cung tài lộc được nở rộ ào ào. Vậy nếu Bính Ngọ muốn có năm 2024 ấm no, tiền bạc ào ào, tài lộc nặng trĩu thì chớ bỏ qua video này nhé. Năm 2024 sẽ là năm khởi khí khai lộc, bắt đầu cho một năm hoàn toàn mới, Bính Ngọ sẽ cải vận, sẽ đổi đời, sẽ chạm tay đến thành công và giàu có. Chỉ cần Bính Ngọ muốn thì chắc chắn sẽ đạt được, bởi sắp tới, Bính Ngọ sẽ là con giáp duy nhất được thần tài ưu ái. Quý nhân nâng đỡ, vận số sẽ đỏ hơn son, đi đằng đông hốt vàng, đi đằng tây hốt bạc, làm gì cũng ra tiền, duy nhất thời gian này. Theo kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rõ, từ sau Thanh Minh tới đây sẽ là thời điểm lộc tài vượng vận nhất trong năm nay dành riêng cho Bính Ngọ. Cơ hội có 102 để Bính Ngọ vực dậy sự nghiệp, gỡ gạc những gì đã mất để vươn lên làm giàu. Cơ hội lớn nhất trong đời để giúp Bính Ngọ phát tài phát lộc, thời tới là thế. Nhưng sướng khổ là do bản thân có biết nắm bắt hay để nó vụt mất. Vậy làm thế nào để không bỏ lỡ thời cơ vàng này? Bính Ngọ hãy chủ động nắm bắt ngay bây giờ để bản mệnh được hanh thông và hưởng trọn vận may này ngay từ bây giờ. Đừng chần chừ do dự mà tự đánh mất cơ hội số mệnh ban tặng. Phàm là chuyện trên đời, muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nay thời cơ đã đến. Vậy muốn địa lợi, nhân hòa nữa thì phải làm thế nào? Bản mệnh hãy chú ý theo dõi hết video ngày hôm nay để biết thêm đầy đủ chi tiết về vận may này nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1. Nếu không hay thì hãy để lại số 0 để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Quý cô bác thân mến, khi nhìn lại quãng đường đã qua, quý cô bác tuổi Bính Ngọ không khỏi chạnh lòng về những ký ức của những năm tháng cơ cực, túng thiếu, bần hàn trước đây. Nó hẳn còn in sâu trong tâm trí mỗi người, nhìn lại quãng đường đã qua, bao khó khăn, nhọc nhằn, bao mồ hôi, nước mắt đã đổ xuống để có được cuộc sống ngày hôm nay. Thời thơ ấu của tuổi Bính Ngọ gắn liền với những bữa cơm đạm bạc, với hình ảnh cha mẹ tần tảo sớm hôm, lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho con, chiếc áo vá, đôi dép quai hậu mòn gót là những kỷ niệm khó quên của một thời cơ cực. Tuy cuộc sống cơ cực, thiếu thốn, nhưng tuổi Bính Ngọ lại mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp, hiền lành, nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Dẫu bản thân gặp nhiều khó khăn, họ vẫn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của cuộc đời, tuổi Bính Ngọ vẫn giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời, họ luôn nỗ lực, cố gắng vươn lên, không ngại gian khổ để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhìn lại những gì tuổi Bính Ngọ đã trải qua, chúng ta không khỏi xúc động và cảm phục, họ là những con người mạnh mẽ, kiên cường, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Minh Đường Tử Vi thấu hiểu những gian khổ, hy sinh mà quý cô bác tuổi Bính Ngọ 1966 đã trải qua. Chính những năm tháng cơ cực, túng thiếu ấy đã hun đúc nên bản lĩnh nghị lực, phi thường và trái tim nhân hậu của quý cô bác. Và tới đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tuổi Bính Ngọ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, bởi vì từ sau Thanh Minh này, bản mệnh nhận được nhiều cát tinh cao chiếu, vận trình khởi sắc, giúp xua tan mây mù ảm đạm từ tháng trước. Hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của con giáp này đều có tin vui báo về. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó, vì khả năng thành công rất cao. Trong quá trình thực hiện, có thể gặp trở ngại, nhưng với các điều kiện thuận lợi này, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều đâu.
Tuy vậy, vì vận trình tháng trước không tốt, nên thời gian này bạn càng phải cẩn thận hơn, làm đến đâu chắc đến đấy, việc mình làm, chớ nên khoe khoang hay đao to búa lớn, kẻo thu hút tiểu nhân quấy phá. Tiền bạc cũng không phải là vấn đề đối với người tuổi Ngọ trong tháng, được tài tinh chiếu mệnh như này. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh lâm quan khuyên bạn, dù có gặt hái được thành công lớn thế nào, bạn cũng cần phải giữ thái độ khiêm tốn, không ngừng học hỏi mọi người xung quanh. Nếu bạn khoe khoang, tự phụ thì dễ rơi vào cảnh múa rìu qua mắt thợ, khiến người khác chê cười. Phương diện tình cảm, đào hoa tinh Bách Việt gửi trao cho mệnh chủ nhiều cơ hội để làm mới đời sống tình cảm của mình. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp. Với các cặp vợ chồng, nhìn chung gia đạo yên ổn, vợ chồng, con cái hòa hợp, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và mối quan hệ thêm khăng khít nhờ sự quan tâm, chăm sóc nhau chu đáo. Sức khỏe của bạn không có gì đáng lo, tuy vậy, bạn vẫn nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Dù là một tháng thuận lợi về mọi mặt, nhưng bạn cũng sẽ có rất nhiều việc để làm và theo đuổi, cảm giác bận rộn là không thể tránh khỏi. Càng những lúc như vậy, càng phải chăm sóc sức khỏe đầy đủ, công việc bận rộn, càng cần phải có nền tảng thể chất đảm bảo mới đáp ứng được cường độ làm việc cao. Còn một khi để đổ bệnh, dù bạn có ôm ấp tham vọng lớn lao đến đâu, cũng chẳng có sức mà theo đuổi. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện sức khỏe, theo tử vi từ sau Thanh Minh cho con giáp tuổi Bính Ngọ, về cơ bản, sức khỏe của người tuổi này luôn duy trì ở mức khá ổn định nhờ cơ thể khỏe mạnh và tinh thần hăng hái, mà bạn có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, từ công việc cho đến tình cảm hoặc các hoạt động vận động. Dù có sức khỏe tốt, bạn cũng cần phải luôn chú ý giữ gìn. Hãy tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao một cách đều đặn, tránh xa các chất rượu bia, thuốc lá. Nếu không phải trong trường hợp bất khả kháng, thì không nên tiếp xúc. Thiên Cẩu cũng khuyên bạn không nên làm việc quá sức, dù công việc đang làm có quan trọng đến thế nào đi nữa. Nếu cố gắng quá nhiều trong một khoảng thời gian dài mà không chịu nghỉ ngơi, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, dễ mắc phải những căn bệnh vặt. Về phương diện tình duyên, gia đạo, theo tử vi tình duyên từ sau Thanh Minh cho tuổi Ngọ âm lịch, chuyện tình cảm của bản mệnh trong thời gian này có hung cát đan xen, chủ yếu phải xem cách hành xử của bạn. Với những người đã lập gia đình, ảnh hưởng của tự hình có thể khiến bạn dễ cảm thấy buồn bực, khó chịu. Tuy nhiên, thay vì giữ khư những cảm xúc tiêu cực trong lòng, hãy chia sẻ và tâm sự với nửa kia. Thiếu lắng nghe và phớt lờ lời nói của người ấy có thể khiến mâu thuẫn ngày càng tăng cao, dẫn đến sự xa cách và rạn nứt trong mối quan hệ. Do đó, Nguyệt lệnh đế vượng khuyên bạn nên là người chủ động xuống nước với nửa kia. Đừng để mọi chuyện quá muộn rồi mới cảm thấy hối tiếc. Nếu đôi bên kịp thời cứu vãn tình cảm, mối quan hệ của hai người sẽ được hàn gắn. Trong khoảng thời gian này, người độc thân có vẻ khá thờ ơ trong chuyện tình cảm. Bạn tự nhốt mình trong thế giới riêng vì cho rằng không ai có thể hiểu mình. Tuy nhiên, có một sự thật phải thừa nhận rằng, nếu bạn không chủ động chia sẻ với người khác, thì người khác sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được bạn. Vì thế, điều bạn cần phải thay đổi chính là những suy nghĩ có phần tiêu cực, bi quan của mình. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi từ sau Thanh Minh cho quý mệnh chủ tuổi Bính Ngọ, con giáp này may mắn được cả lục hợp thái tuế lẫn nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ, nên vận khí khá vượng, đặc biệt ở phương diện công danh sự nghiệp, công việc dường như sẽ có sự ủng hộ từ những người thân yêu, mang lại cơ hội thăng tiến và thành công. Tuy nhiên, điều quan trọng là bản mệnh cần phải biết chớp thời cơ, không nên để lỡ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Thêm vào đó, với sự xuất hiện của các tinh thái dương, con giáp này có thể nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vận trình của mình. Với sự hiện diện của nhiều các tinh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng lạc hướng như trước, ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn được thắp lên, tinh thần làm việc hăng say và sức sáng tạo dồi dào, giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, thành quả tốt đẹp sẽ xứng đáng với nỗ lực của bạn. Sự chủ động và tự tin là chìa khóa giúp bạn gây ấn tượng tốt với quý nhân và cấp trên, đừng ngại thử thách bản thân. Hãy tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy được, khi cần thiết, đừng ngại ngần xin lời khuyên hay sự trợ giúp từ những người đi trước. Vận khí thời gian này đang lên cao, hãy tận dụng cơ hội này để phát triển bản thân và gặt hái thành công. Hãy luôn giữ thái độ cầu tiến, cần mẫn trong công việc, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Đặc biệt, với những người có ý định khởi nghiệp hay bắt đầu một công việc mới, bản mệnh nhờ được quý nhân giúp sức,
nên có thể mạnh dạn hiện thực hóa lý tưởng của mình. Song Sáo tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công cũng rất cao. Tuy nhiên, sự ổn định vẫn là yếu tố then chốt, bạn cần tránh nóng vội để không đánh mất vận may và khiến mọi việc thất bại. Hãy tận dụng cơ hội để thể hiện bản thân và nhận được sự ủng hộ từ mọi người, đồng thời luôn thể hiện thái độ trân trọng đối với những ai đã giúp đỡ bạn. Về phương diện tài lộc, theo dõi tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Bính Ngọ, không chỉ công việc, phương diện tài lộc của bản mệnh cũng hứa hẹn có sự biến động theo chiều hướng có lợi cho bạn. Việc kiếm tiền tăng thêm thu nhập khá suôn sẻ, tiền của tích lũy được cũng nhiều hơn, nguồn thu nhập chính vẫn đến từ chính tài. Điều này cho thấy thời gian này chính tài nhỉnh hơn thứ tài, do công việc của những người làm công ăn lương có nhiều khởi sắc, việc kinh doanh tuy không bùng nổ, nhưng vẫn có khoản thu nhập đều đặn. Tuy nhiên, đây chưa phải thời điểm để bạn phát tài lớn. Dù vậy, với những người coi kinh doanh là nguồn kiếm cơm chính, bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Thời gian này chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Hãy xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường để thu thập thông tin và mở rộng mối quan hệ. Lục hợp sẽ hỗ trợ bạn trong việc kết giao và hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, lòng người khó đoán, bạn nên thận trọng khi kết giao, tránh bị lừa gạt. Hãy tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng nên chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vào túi đã ra ngay. Hãy tiết kiệm để dự phòng cho những trường hợp bất ngờ và đầu tư cho tương lai. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền, con mới sanh đặt tên nó là Đầu, Giải, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ,
Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày, đi thuyền, ngày nguyệt kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày, sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày, đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, không có sự việc chi hợp với sao chỉ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm sanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện tự cứu lấy mình. Thiện La Ni Tân nghe nói, Đức Phật đang thuyết pháp tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Ngày hôm ấy, ông thành tâm cung kính một mình đến vườn Kỳ Viên, mong được Đức Phật khai thị, nhưng ông không vào thẳng trong Tịnh Xá trang nghiêm hùng vĩ, mà chỉ đứng lảng vảng ngoài rừng cây do dự. Từ xa nhìn vào tòa Kỳ Viên tĩnh lặng u mỹ, trong lòng vô cùng hâm mộ, lâu lâu ông ngóng về phía Tịnh Xá, lẩm bẩm tự bảo, thế nào Đức Phật cũng sẽ bước ra. Từ hơn 10 năm qua, ông cứ mãi tìm cách thoát khỏi sự đau khổ của đời người, nhưng không sao tìm ra được giải pháp và bị kẹt vào một sự mâu thuẫn khiến cho ông cứ khổ sở, không một phút giây nào yên tĩnh. Trong quá khứ, hễ có chuyện gì không vui là ông chạy đi xem bói, cầu thần linh, nhưng sau bao nhiêu năm, những vị thần linh mà ông vẫn cùng phụng đó, không vị nào thỏa mãn được điều ông mong cầu. Dần dần, ông sinh tâm hoài nghi, thần linh liệu có giải trừ được sự đau khổ của kiếp người và có đem lại được hạnh phúc cho nhân thế hay không. Thế là ông rơi vào hố sâu của sự mâu thuẫn, không thể nào thoát ra được. Vì thế, ông sinh đủ thứ bệnh, tinh thần thì đa sầu đa cảm, thân thể thì héo úa, bất an. Trong lúc ông đang chìm đắm trong những suy tư ấy, thì từ bên ngoài có một vị tỳ kheo trở về Tịnh Xá. Thiện La Ni Tân thấy vị tỳ kheo trang nghiêm, thái độ uy nghi, trầm tĩnh,
không cầm lòng được bèn bước đến trước vị ấy, cung kính hỏi, ngài có phải là một đạo sư Bà La Môn không? Không, tôi là một tỳ kheo, đệ tử của Đức Phật. Thiện La Ni Tân Dương to cặp mắt kinh ngạc, tỳ kheo là gì, đệ tử của Đức Phật có nghĩa là sao? Ông chưa từng nghe qua những điều ấy và mập mờ phỏng đoán rằng ngài là một vị thánh đang tìm cầu chân lý của nhân sinh chăng? Không những tôi đang tìm cầu chân lý của nhân sinh mà còn là một người xuất gia đang tìm cầu giải thoát sự đau khổ của chính cuộc đời này nữa. Vậy thì ngài có thể nói cho tôi biết làm cách nào để giải thoát sự đau khổ của đời người? Hãy dựa vào sự cố gắng của chính mình, vị tỳ kheo trả lời một cách giản dị nhưng rất khẳng định, như sấm sét bùng nổ giữa bầu trời quang đãng. Thiện La Ni Tân vừa nghe được tiếng chuông chân lý, đánh đổ quan niệm của ông vẫn cho rằng tất cả con người chỉ có thể nương vào sức cứu độ của thần linh mới thoát được mọi khổ đau mà thôi. Ông bàng hoàng khâm phục hỏi tiếp, dùng sức của chính mình để tự giải trừ khổ đau, phải chăng đó là kiến giải thù thắng mà ngài tự mình đặc biệt khám phá ra? Không, đó là lời thầy tôi dạy, tôi chỉ nhắc lại lời của thầy tôi cho ông nghe, riêng phần tôi thì không có kiến giải thù thắng đặc biệt nào của riêng mình. Thầy của ngài là ai? Thầy tôi là bậc đã hoàn toàn giác ngộ chân lý của nhân sinh và vũ trụ, thầy tôi chính là Đức Phật. À, tôi nghe nói có một vị gọi là Phật, hôm nay tôi đến đây cũng chính là để tìm gặp vị ấy. Thiện La Ni Tân nói như chợt nhớ ra, tại sao mình đang có mặt ở chỗ này? Thế à, thế thì ông đã gặp Đức Phật chưa? Chưa, tôi chưa gặp ngài, tuy nhiên, tôi thường nghe người ta tán tụng rằng Đức Phật có phẩm cách cao quý và tinh thần cứu thế cao cả, nên tôi ngưỡng mộ ngài đã từ lâu. Ông tới đây là vì muốn bái kiến Đức Phật phải không? Đúng vậy, tôi muốn bái kiến Đức Phật, nhưng tôi là một người quá đỗi tầm thường, liệu Đức Phật có bằng lòng cho tôi gặp mặt hay không? Xin ông đừng do dự nữa, trong tâm từ bi quảng đại của Đức Phật không có sự phân biệt sang hèn, ngài thường hộ niệm tất cả chúng sinh một cách bình đẳng, cho nên dĩ nhiên sẽ vui lòng cho ông gặp. Thiện La Ni Tân nghe thế bèn đi theo sau vị tỳ kheo ấy, tiến vào bên trong tịnh xá để bái kiến Đức Phật, lúc ấy Đức Phật đang trụ trong thiền định. Ngài mở mắt dùng từ nhãn nhìn Thiện La Ni Tân mà nói, Thiện La Ni Tân, ông đến thật đúng lúc, ông có vấn đề chi cứ việc hỏi ta. Thiện La Ni Tân không ngờ Đức Phật lại ưu ái mình như vậy, ông vội gieo cả năm vóc xuống đất đành lễ và nhìn lên khuôn mặt trang nghiêm, từ ái của Đức Phật nói, Bạch Thế Tôn, thân con này đã hư hoại hết rồi, cũng vì cái thân gầy mòn, suy nhược và bệnh hoạn này mà con kinh nghiệm được cái khổ nạn của sinh lão bệnh tử và biết rõ rằng thân thể là căn nguyên của mọi sự đau khổ, vì lý do đó mà con đã tin tưởng những gì Bà La Môn ngoại đạo nói và cầu xin sự gia bị của thần linh, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo và bệnh vẫn hoàn bệnh, nên dần dần con bắt đầu nghi ngờ thần linh. Thế Tôn, trong tâm con hiện nay đầy rẫy những mâu thuẫn, nên con xin thỉnh ý ngài, con nên hay không nên đặt hết niềm tin vào thần linh? Đức Phật yên lặng nghe Thiện La Ni Tân nói hết, rồi mới đưa tay chỉ một ngôi làng cách khu kỳ viên không xa lắm, nhẹ nhàng hỏi, Thiện La Ni Tân, ông hãy nhìn những người nông phu trong ngôi làng kia, giả sử vào mùa xuân, khi vạn vật đang sinh trưởng, họ không lo khổ công cày ruộng, gieo giống, mà ngày ngày chỉ ngồi trước mặt thần linh, cầu nguyện để có một mùa gặt phong phú và bội thu, thì ông nghĩ sao, nếu tự họ không cày bừa gieo hạt, thần linh có sẽ làm cho họ được mùa hay không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, nếu không cày bừa, gieo giống, thì có cầu nguyện mấy đi nữa, đứng trước một bãi đất hoang cũng không thu hoạch được gì cả. Thiện La Ni Tân, ông trả lời rất đúng, thì cũng thế thôi, có nhiều người không làm việc theo chính nghiệp, không chịu vận động, thân thể ngày càng suy yếu, gia cảnh ngày càng nghèo khó. Giống như một thửa ruộng không được cày bừa, ngày càng hoang phế, chắc chắn không phải nhờ cầu thần linh mà thân thể khỏe mạnh, gia cảnh khá giả và đến mùa thu thì lại được một mùa gặt phong phú đâu. Thiện La Ni Tân im lặng gật đầu, ông cảm thấy lòng mình từ từ trở nên thư thái, nhẹ nhàng. Đức Phật hỏi tiếp, Thiện La Ni Tân, nếu có một người nông phu đang lúc mùa xuân vạn vật sinh tươi, khổ công cày bừa gieo hạt, nhưng lại không cầu xin ân huệ gì của thần linh, thì ông nghĩ xem có phải do vì người ấy không cầu xin thần linh mà không gặt hái được gì trong ruộng của mình không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, chỉ cần cày bừa gieo hạt trong ruộng thì tuy không cầu xin thần linh, đến mùa thu vẫn được mùa như thường. Thiện La Ni Tân thì cũng y như thế, nếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta chịu cần kiệm, chịu vận động, thì tự nhiên thân thể sẽ khỏe mạnh, gia đình sẽ giàu có, y hệt như việc gieo hạt trong ruộng đất kia vậy. Cho nên, Bà La Môn ngoại đạo cầu thần linh không phải là một biện pháp để giải thoát sự đau khổ của đời người, chỉ có từ trong sự hoạt động bình thường của thân tâm mà tịnh tiến làm việc thiện, ngưng bặt mọi chuyện ác, khiến thân tâm thanh tịnh, chúng ta mới giải thoát được sự đau khổ và bước vào đất thánh tịnh lạc được.
Thiện La Ni Tân nghe diệu pháp của Đức Phật như được uống thuốc thánh để trị bệnh, căn bệnh mâu thuẫn trong tâm ông được chữa lành trong khoảnh khắc. Ông cảm thấy chưa bao giờ hoan hỷ như thế, ông chí thành đảnh lễ Đức Phật để cảm tạ và từ đó nguyện quy y Tam Bảo, nỗ lực hành trì theo lời Đức Phật dạy. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi từ sau Thanh Minh năm 2024 của con giáp tuổi Bính Ngọ. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng, với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình, may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa. Để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn chương trình.